Hôm nay Kim Ngân đi shopping sau lễ Nordstrom sale quá chừng luôn. Thành ra Kim Ngân chia sẻ với các bạn nha. Kim Ngân cũng mua được chút xíu đồ, lại một đôi giày nữa. Kim Ngân thích đi mua giày lắm, nhiều giày dép lắm mà vẫn còn mua. Nhưng mà Nordstrom đồ không có mắc, không có đẹp, có nhiều kiểu xưa lắm. Thành ra cái dùng này, chỗ này là cái chỗ design rất là đẹp mà mắc. Hello, thành ra là Kim Ngân chia sẻ với các bạn thích cái bao, cái áo đầm này ghê, cái màu hồng đẹp quá. Áo đầm này cũng dễ thương quá mà đẹp không, coi bao nhiêu nha. 325 đô la. Cái áo này dễ thương, cái kiểu này cũng dễ thương nè. Áo đầm này mà dễ thương đó, cái màu dễ thương. I love the color. So cái skirt này cũng dễ thương ghê chưa, nhìn nó mát mắt dễ sợ luôn. Coi cái skirt này bao nhiêu nha. Cái này 425. Kim Ngân cũng đã sắm rồi, Kim Ngân cũng đang sắm được hai cái giỏ, mua được đôi giày nữa Michael Kors, một đôi sandal Michael Kors. Cái dùng quần áo chỗ này rất là đẹp mà cái nào cái nấy là cũng mấy trăm trở lên không à các bạn. Cái áo này cũng dễ thương không, áo này mà bên Việt Nam thì đâu có mắc đâu, mà bên này là 345 đô la ha. Áo này thì rất là đẹp, thấy cái kiểu này là làm như là thiêu tai đó các bạn, màu trắng rất là dễ thương, vải cũng mọn đẹp luôn. Anyway, Kim Ngân chắc là phải đi qua bên cái giải đồ này, không biết có nên chia sẻ với các bạn không. Kim Ngân cần mấy cái đồ này, mấy cái đồ thoải mái này nè. Oh, it's so comfortable. So ok các bạn, lingerie. Hôm nay không làm gì thì đi shopping cái bộ outfit này, con nhỏ mà búp bê này nó mặc dễ thương không. Đây, cái quần hơi bị dày á các bạn, cái quần hơi bị dày, giải dày mà mặc ở Florida thì nóng lắm á ha. Đáng lẽ là cái skirt này à, cái skirt này đi với cái đó đẹp, cái skirt quá đẹp luôn mà mặc cái áo thì dày ha. Bắt đầu sắp vô mùa đông rồi thành nó trưng bày cái áo kiểu này lóng lánh ha, đẹp không. Để Kim Ngân coi không có để giá đây, cái quần thì không có đẹp. Okay, coi cái áo này bao nhiêu nha các bạn. Cái áo này đâu có mắc đâu, đâu có mắc đâu, có 745 mà tưởng nhìn tưởng đâu có 75, ai giờ đâu là 475. Bị tổ trát rồi. Kim Ngân nói rồi, đồ có chỗ dùng cái chỗ này á, rất là mắc. Cái áo này so cute, Kim Ngân thích mấy như vậy nè, thích cái vải như vậy nè. Cái áo này là 345. Chắc phải suy nghĩ cái nào mà thích thì là không có care cái giá tiền, nhưng mà phải là thích mới được. I don't care about the price, but I have to like it. That's my point. But this area is always a design, so Nordstrom signature design, so they always beautiful. And ALC design, everything on sale, but it's not pretty much in this area. So I have to go down a little more to see what I like. I buy once rest is beautiful. But I'm gonna show you when I get home. But right now, I just wanna show you they all sell. They all sell. It's beautiful. You know, everything on sale. So just make a video for you to shopping at Nordstrom, okay? Here I am. See, I got a new shoes to wear. I wear a new sandal that I just bought, and then I bought another sandal today. So another Michael Kors sandal. See, here I am. Got a little choppy, but it's okay. Alright, friend. Alright. Say, hello everyone. It's kind of see. I see my face with the camera. Okay. Alright, let's go around.
to make a video to share with you. I love shopping, no matter what. She spent time to walk around, check it out. This color is so green, like I don't like that material. Nhìn nó cải lương, okay, cái vải bóng 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 bóng. Cái áo đầm này dễ thương quá. This is a nice dress. See, then you gotta put this one like this in the stuff. But this look kind of old, old style. It's not pretty young. I have to look at make it some style younger because I'm old already. So if you old, you gotta look for something to wear to look younger. So you psychology, right? Mình già rồi thì mình phải mặc cái những cái đồ nhìn nó trẻ trẻ thì mình mới trẻ lại được chứ. Mình già rồi. I have this one. I haven't wear that yet. Mình có cái áo đầm này nè. Giống màu luôn. This is a cute wallet. Let's see how much is that cost. It's cute though. It's pretty cute. Let's see how much cost for this one. Coi bao nhiêu tiền nha các bạn. Sao mà nó cứng ngắc vậy? Oh my god, it's so hard. Okay, I don't know. It's kind of cute though. Mấy cho mấy đứa con gái rồi chứ mình thì không được đâu. Không biết bao nhiêu tiền mà nói. I don't see the price. How much is that cost? Not bad. Có 300 thôi. 295, 300 not bad. Pretty cheap. Pretty nice. Cute one, 300 bucks. Not bad at all. I like it. Cái bóp này 300 đô la. Rất là đẹp đó các bạn. Rẻ thấy mộ luôn. 300 mà. So, for young kid to wear. So, coi cái chỗ này nó sale nè các bạn. Coi có mua gì được không nha. Mình mua, mấy các bạn mua đồ mà sale á, các bạn phải kéo ra từ từ coi. You have to bring it outside and look like this. Chứ mình để trong đó nó nhiều quá mình không có thấy cái đẹp của nó. Mình phải kéo ra ngoài mình coi ha. Thấy nó đẹp không? Kim Ngân cái gì cũng thích màu trắng á, đi là nhìn màu trắng không à. Nhiều lúc có thấy cụ lần lắm nhưng mà cũng được. Cái quần short này dễ thương quá. Để coi nó bao nhiêu tiền nha, size coi cái size gì. Size 6 là size của Kim Ngân đấy. 87 đồng. Not bad. I like this short. Maybe I bought this short. It's so cute nhưng mà phải try tại nó mắc á. Cái short này dễ thương quá ha các bạn. Cái này mặc nó thấy ốm lắm á. Rồi Kim Ngân pick được cái quần rồi đó. Tại đây chút nữa mình thử. Các bạn phải đi thử. Tại vì mấy cái đồ này á, khi mà nó đại hạ giá rồi các bạn mua mà các bạn không thử, các bạn về nhà các bạn mặc không vừa, các bạn không có được trả lại trong bao nhiêu ngày. 146 đồng. Cái quần này mà nhìn thôi không đẹp. Cái quần trắng này cũng dễ thương nè. Quần trắng này bao nhiêu? 88 đô ha. 88 đô la nha các bạn. Nó đang sale, nó để 88 nè. Thích màu trắng nè. Trắng này cũng dễ thương ghê đó. So cute. Mà em mang thích cái quần jean kia hả? Để đó nha. Coi lại. Đây, kiếm được cái quần rồi đó các bạn. Quần này cũng dễ thương ghê đó. Mình cho lại coi lại cái quần nhà hả các bạn coi. Ok. Mà sao thấy nó nhỏ xíu rồi ta, size 6 mà nhỏ quá. Cái mặt vô cũng vừa lắm. Thấy Kim Ngân phải ốm lại cái này hơi bị chật rồi các bạn ơi. Quần dễ thương lắm nhưng mà chắc là Kim Ngân mặc không vừa đâu. Chắc là vừa size 6, size thì size á, các bạn phải thử vô mới được. You should try it on, even the size. Some sizes are terrible. Some sizes small but it's big. Some size big but small. So everything you gotta try if you buy on sale, because you get a hard time to return. This is a beautiful rusty wear here. It's beautiful. I like it. Even the necklace. But I have the necklace. It's better than her. Anyway. Mình đi xuống dưới hướng dưới này nha. Dưới này coi mấy cái đầm. Mấy cái đồ này thấy già già quá.
cái già già quá các bạn. Còn mấy cái trẻ trẻ nha, mấy cái cô bán hàng ở đây mặc đồ đẹp ghê á. Pretty. So mình thích cái đồ dưới này là Top Shop, mình hay mua đồ ở Top Shop lắm đó các bạn, thấy Top Shop mình. So mình đi vô đây nha. Còn mấy cái đồ này bố hổ mình hình như mình quay ở trong này bị la, thành ra chắc là mình end up video ở đây nha các bạn. Ok, mình xin chào các bạn nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ bình an. Ok, bye everyone. I have to shop. So I'm start my shop my video today here. Bye everybody. Have a wonderful day. Bye bye. Đây là International Mall ở Tampa, Florida nha các bạn. Mình đã ra khỏi Nordstrom rồi. Bây giờ mình chia sẻ với các bạn vòng vòng ở đây thôi. Mình đi về. Nhưng mà mình sẽ quay vòng vòng ở đây cho các bạn xem International Mall như thế nào nha. Shopping in here, so you can buy what you want, but spending money. So mình đi một vòng chia sẻ với các bạn thôi nha. Mình không có đi nhiều tại mình đi ra cổng rồi. Ok, so this is cái chỗ cho con nít chơi. Nếu mà các bạn muốn đi shopping á, thì các bạn đem chồng để là đây cho con chơi ở đây rồi các bạn đi đi xem. Nếu mà gia đình đi đó, cái chỗ này cho con nít chơi đó, thấy không các bạn, để con chơi đây rồi các bạn đi hết cái vòng trong cái shopping này. Cái shopping này là lớn nhất ở Tampa đó các bạn, nó kêu là International Mall, it's in Tampa. So I just only walk a little bit half corner to share with you. I put in my video tonight a lot of shopping, but I'm gonna go back to my car and I'm gonna go. So it's so cute in here. So. Forever 21 for kids. I think this is happening in Vietnam right now. The store photo is Forever 21. It's a cheap clothes, but reasonable price. But it's okay. Not expensive, not a lot of brand name, but it's okay for a kid. Not for me though. And there you go, LV, Louis Vuitton store there, upstairs. You see that? That's LV in there. If you're shopping LV, you go up there. But I'm not today, so I get enough. So I just share with you, this is the main thing here. I think I'm gonna kind of hungry. Maybe I'm gonna food court, I guess. So this is a pretty one for the elevator. And then it's a car. It's a car. Show car here. You can get one if you want. I like dram over porch. So it's beautiful right here. So I think I'm gonna food court right now to share with you, huh? Alright, let's go up to elevator and check it out with the food. I'm kind of hungry, so I'm gonna check on the food court. Okay. So go up. Alright, so lên đầu nha các bạn. Chia sẻ với các bạn lên lầu. Ok, mình đang ở trong thang máy có một mình thôi, thành ra mình quay tự do luôn. Stephanie Diamond Store, Stephanie and LV, Louis Vuitton, Tesla car Max is here up here. So I'm going out now for the food court. All right, food court here. So check it out with the food. MCM. This is a new store for the wall purse. I don't know about that brand name, but maybe it's okay, MCM. But right now for me, it's a very interesting food court. See if we can have some to eat or buy, go home eat it, okay? My friend, chắc là mình mua về nhà ăn, mình phải đi về thôi. Nào quá muốn ngồi đây ăn đây. Okay. So check it out, this is the place for food court. All right.
mình cần turn off smartphone để mình chia sẻ với các bạn nha. Bye bye. Bữa nay mình đi đồi trôm thì lượm được thêm một đôi dài Michael Kors nữa cho các bạn. Đôi dài này khoảng 100 mà nó sale còn 50-47 đồng cũng được. Kim Ngân không có dài màu trắng, thành ra mua thêm một đôi dài màu trắng nữa. Với lại mua một cái áo đầm nữa. Áo đầm này giống của kiểu của Mai Vũ mặc á. Mai Vũ mặc áo đầm rất là dễ thương, thành ra mình ra mình thấy mình cũng mua một cái luôn. So bữa nay là mua hai cái, dày với dày, một cái áo đầm với một cái đôi dép sandal ở Nordstrom để chia sẻ với các bạn nha. Ok, mình đã về tới nhà rồi. Ok, chào các bạn nha. Dear friend, I just shopping at Nordstrom today for the dress here. It's pretty cute. And then Michael Kors sandal. This one I was bought it last time at shopping in Nordstrom too. This one from I wear today. So this is from Paul Green. This was $250 and they sell half price. So I bought it $125 for this. All right. So just want to share a little bit for shopping today. Thanks. Bye bye. Hopefully you enjoy my video. Wish everybody have a wonderful day. Bye bye. Love you. Chia sẻ với các bạn hôm nay mình đi shopping nha. Chào các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và chia sẻ của Kim Ngân nha. Cảm ơn các bạn nhiều lắm.